Chào mừng các bạn đến với video bài giảng môn học phương pháp tính. Hôm nay chúng ta tiếp tục nội dung của chương tính gần đúng tích phân. Và bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về công thức tích phân Simpson. Trong nội dung bài học này thì trước khi đi vào công thức tích phân Simpson thì chúng ta cùng nhắc lại về cái định nghĩa tích phân xác định. Cái nội dung về định nghĩa tích phân xác định thì chúng ta đã được học ở phần toán công cấp. Và trong video bài giảng về công thức tính tích phân hình thang thì chúng ta cũng đã nhắc lại về định nghĩa tích phân xác định rồi. Do đó trong nội dung bài giảng này chúng ta sẽ đi nhanh qua, lướt qua về định nghĩa tích phân xác định. Sau đó chúng ta thì đi vào xây dựng công thức tích phân Simpson và tìm hiểu về các ví dụ. Bây giờ chúng ta cùng đến với định nghĩa tích phân xác định. Trong phần định nghĩa của tích phân xác định thì chúng ta xuất phát từ bài toán diện tích hình thang cong. Chúng ta có một hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số y bằng fx, đường thẳng x bằng a, đường thẳng x bằng b và đường thẳng y bằng 0 là trục hoành. Làm thế nào để tính diện tích của hình thang cong này? Thì chúng ta sử dụng phép phân hoạch hình thang cong này thành các hình chữ nhật nhỏ. Tổng diện tích của các hình chữ nhật nhỏ ở đây sẽ xấp xỉ với diện tích của hình thang cong. Sự xấp xỉ đó sẽ đạt độ chính xác yêu cầu nếu chúng ta phân hoạch số lượng hình chữ nhật này đến một mức độ thích hợp. Thì từ đó người ta sẽ xây dựng công thức tính các diện tích của các hình chữ nhật dựa theo số phân hoạch. Chẳng hạn khi chúng ta phân hoạch thành một hình chữ nhật thì diện tích của hình chữ nhật là chúng ta lấy hai kích thước nhân với nhau. Một kích thước ở đây là delta x 1 và một kích thước thứ hai là chúng ta lấy cái giá trị của f cos 1. Cos 1 này là một điểm tùy ý nằm trong cái đoạn x0 x1 này. Phân hoạch thành hai hình thì chúng ta có công thức tổng diện tích của hai hình chữ nhật. Ta tăng số phân hoạch lên 3 hình chữ nhật thì chúng ta được tổng diện tích của 3 hình chữ nhật này. Thì cứ như vậy, chúng ta phân hoạch khi cho số lượng hình chữ nhật này tăng tới vô cùng thì chúng ta được cái diện tích F sẽ được xem là giới hạn khi n tiến tới vô cực của tổng sigma từ y bằng 1 cho tới n f cos y nhân delta x y. Từ biểu thức này thì người ta định nghĩa là nếu cái giới hạn khi max delta x y tiến tới 0 của tổng sigma y bằng 0, tổng sigma y bằng 1 cho tới n của f cos y nhân delta x y. Giới hạn này tồn tại không phụ thuộc vào việc phân hoạch các điểm x y và cách chọn điểm cos y. Thì giới hạn này được gọi là tích phân xác định từ a tới b của hàm fx dx, và chúng ta ký hiệu là dấu tích phân. Cận dưới là a, cận trên là b, hàm trong dấu tích phân là fx dx. Như vậy đây là công thức định nghĩa của tích phân xác định. Sau khi có định nghĩa tích phân xác định thì trong nội dung của môn toán cao cấp chúng ta đã biết là có một công thức mối quan hệ giữa nguyên hàm và tích phân, đó là công thức Newton-Leibniz. Công thức này để tính tích phân từ a tới b của fx dx thì nếu chúng ta biết nguyên hàm f lớn x thì chúng ta chỉ việc thay cận trên là f lớn b, sau đó trừ thay cận dưới là f lớn a. Chẳng hạn tích phân từ 0 tới 1 của x mũ 5 đến x thì nguyên hàm của x mũ 5 là x mũ 6 đến 6. Chúng ta lấy cận dưới là 0, cận trên là 1, thay cận trên trước là 1/6, rồi trừ thay cận dưới là 0/6, kết quả chúng ta được là 1/6. Như vậy với tích phân này chúng ta tính được dựa vào việc đã biết nguyên hàm f lớn x này.
Thì từ đó trong thực tế chúng ta gặp rất là nhiều tích phân. Mặc dù chẳng hạn tích phân của a mũ x bình phương đếch từ 0 tới 1, hàm a mũ x bình phương này tồn tại nguyên hàm f lớn x. Tuy nhiên công thức của nguyên hàm f lớn x này thì chúng ta lại không xác định được. Vậy khi tính tích phân từ 0 tới 1 của a mũ x bình phương đếch này thì chúng ta có thể dựa vào việc phân hoạch của cái hình thang cong mà tạo bởi cái đồ thị hàm số y bằng a mũ x bình phương, rồi đường thẳng x bằng 0, đường thẳng x bằng 1 và trục hoành OX. Từ đó chúng ta xấp xỉ được giá trị của tích phân là gần bằng 1,462651746 này. Từ đó mà sau khi có định nghĩa tích phân xác định và việc một số tích phân không thể tính được bằng nguyên hàm thì chúng ta sẽ tìm cách đi tính gần đúng của giá trị của tích phân đó. Và bây giờ trong bài giảng này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu một công thức tính gần đúng là công thức tích phân Simpson. Bây giờ chúng ta đến với công thức tích phân Simpson. Đến với công thức tích phân Simpson thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vào xây dựng công thức. Sau đó chúng ta có bảng tính tích phân Simpson và công thức đánh giá sai số. Bây giờ chúng ta tìm hiểu là người ta xây dựng công thức tích phân Simpson như thế nào. Ở đây chúng ta biết rằng tích phân từ A tới B của hàm fx dx thì nó chính là cái diện tích của cái hình thang cong tạo bởi đồ thị hàm số y bằng fx, đường thẳng x bằng a, đường thẳng x bằng b và trục hoành ox. Ở đây chúng ta đang giả sử là cái đồ thị hàm số y bằng fx này là luân dương trên đoạn AB để chúng ta vẽ được cái hình thang cong như ở trên hình vẽ. Bây giờ trong cái ý tưởng của công thức tích phân Simpson là chúng ta sẽ xấp xỉ cái đồ thị hàm số y bằng fx đường cong này bởi những đường cong đơn giản. Thì trong công thức tích phân hình thang là chúng ta dùng đường thẳng phân hoạch AB thành các hình thang, phân hoạch cái hình thang cong này thành các hình thang. Còn đối với công thức tích phân Simpson thì chúng ta sẽ sử dụng hàm bậc 2. Muốn có hàm bậc 2 đi qua 3 điểm, chúng ta phân hoạch bằng cách, chẳng hạn trong trường hợp đầu tiên là chúng ta phân hoạch ra đoạn AB ra 2n, 2n đoạn, ở đây 2n bằng 2. Chúng ta chỉ phân hoạch đoạn AB là A là x0, B là x1, B là x2, x1 là x0 cộng với h, x2 là x1 cộng h, chia đoạn AB thành hai đoạn cách đều nhau, hai đoạn đều nhau. Thì khoảng cách h này là chúng ta lấy b trừ a chia 2. H ở đây là b trừ a chia 2. A là x0. x1 là x0 cộng thêm h. x2 là x1 cộng thêm h. Cho đến cuối cùng là b bằng x2. Thì khi đó chúng ta đã biết được là chúng ta có thể dùng công thức nổi suy Lagrange hoặc nổi suy Newton để chúng ta tìm được cái tam thức bậc 2 hay đa thức bậc 2 là Px đi qua 3 điểm. Điểm thứ nhất là x0, y0, có hoành nổ là x0, tung nổ là giá trị y0 này. Điểm thứ hai là x1, y1 và điểm thứ ba là x2, y2. Thì đây là công đa thức Px. Đa thức này được tìm dựa theo công thức nổi suy Lagrange hoặc là nổi suy Newton mà chúng ta đã được học ở bài đa thức nổi suy. Ở đây đa thức Px này chúng ta đổi sang biến t, với t là bằng x dưới 0 trên h, delta y 0 là sai phân tiến cấp 1 tại y0 bằng y1 trừ y0. Delta bình phương y0 này là sai phân tiến cấp 2 tại y0, và công thức sai phân tiến cấp 2 tại y0 là y2 trừ 2y1 cộng y0.
Từ cái đa thức px thì chúng ta thay vì tính diện tích của hình thang với cái đồ thị là đường màu xanh, thì hàm số y bằng fx là đường màu xanh này, chúng ta sử dụng cái đa thức px là phương trình chúng ta đã có. Tích phân A là cái diện tích của hình thang cong thì sẽ bằng tích phân từ A tới B của px. Đấy là diện tích tạo bởi cái đường cong chúng ta là parabol px này. Parabol px thì chúng ta đã có công thức của nó. Đây là công thức của parabol px. Thay đổi cận và đưa vào biểu thức tính tích phân, chúng ta tính được kết quả của tích phân này là h trên 3 y0 cộng 4 y1 cộng y2. Như vậy các bạn hiểu ở đây là khi chúng ta chia cái hình thang cong chúng ta sắp xỉ bởi cái hình tạo bởi hình thang cong mà có đồ thị phía trên là tạo bởi đa thức đổi suy đi qua 3 điểm x0 y0, x1 y1 và x2 y2 thì chúng ta tính được cái tích phân A là sắp xỉ với h trên 3 y0 cộng 4 y1 cộng y2. Sau khi ở đây là chúng ta phân tích thành phân hoạch là 2n bằng 2 đoạn. Bây giờ chúng ta tăng phân hoạch lên là 2n bằng 4. 2n bằng 4 là chúng ta phân tích cái đoạn AB này thành 4 đoạn. Trong cái việc ở phân hoạch của tích phân Simpson thì chúng ta luôn phân hoạch theo số chắn, chia đoạn AB thành số chắn các khoảng. Nên do đó chúng ta quy ước ở đây là số đoạn chia là 2n, 2n bằng 4. 2n bằng 4 chúng ta có x0 đầu tiên. Rồi các xy là khách đều nhau một khoảng là h. 2n bằng 4 thì khoảng h này chúng ta chia ra 4 đoạn thì h sẽ bằng b trừ a chia 4 hay là b trừ a trên 2n và 2n là 4. Và x0 đầu tiên là a, x1 là x0 cộng với h. x1 là x0 cộng 1h. x2 là x0 đầu tiên cộng với 2h. x3 là x0 đầu tiên cộng với 3h. x4 là x0 cộng 4h là bằng b. Từ đây chúng ta sẽ có cứ 3 điểm 1 thì chúng ta biết rồi là 3 đi tìm đa thức đổi suy đi qua 3 điểm thì đa thức đó là parabol, đa thức bậc 2. Chúng ta sẽ có qua 3 điểm thứ nhất là đây x0 y0. Điểm có hoành độ x0 tung độ y0. Điểm thứ hai là x1 y1, điểm thứ ba là x2 y2. Thì qua 3 điểm này chúng ta lập được một parabol dựa theo công thức nội suy Lagrange hoặc nội suy Newton. Thì chúng ta sẽ tìm được cái diện tích của cái phần của cái hình tạo bởi cái parabol đi qua 3 điểm x0 y0, x1 y1, x2 y2 này với đường thẳng x bằng x0, x bằng x2 và trục hoành. Chúng ta có hình thứ nhất ở đây. Diện tích của hình này là h trên 3 y0 cộng 4 y1 cộng y2. Tương tự như vậy, trên cái khoảng từ x2, x4, x2, x3, x4 chúng ta có 3 điểm. x2, y2, điểm này là x3, y3 và x4, y4. Qua 3 điểm này chúng ta cũng sẽ viết được một parabol. Và diện tích của cái hình cong tạo bởi cái parabol này và các đường thẳng x bằng x2, x bằng x4 và trục hoành thì chúng ta cũng giống như công thức ở phần hình thứ nhất. Thì chúng ta có công thức thứ hai là h trên 3 y2 cộng 4 y3 cộng y4. Từ đó chúng ta tăng tiếp phân hoạch lên 2n bằng 6. Thì bây giờ chúng ta sẽ có là 3 cái hình cong mà tạo bởi các parabol. Đầu tiên là parabol đi qua 3 điểm x0, y0, x1, y1, x2, y2. Tiếp theo là parabol đi qua 3 điểm x2, y2, x3, y3, x4, y4. Tiếp theo là parabol đi qua 3 điểm x4, y4. Đây là x5, y5 và đây là x6, y6. Như vậy chúng ta phân hoạch ở đây là 6 khoảng thì h là b trừ a chia 6. Có 6h ở đây. x1 là x0 cộng thêm h, x2 là x1 cộng h, cho đến cuối cùng là b là x6.
Vậy chúng ta được diện tích của E sẽ xấp xỉ với là H trên 3 Y0 cộng 4 Y1 cộng Y2 là cái parabol đầu tiên này. Hình tạo bởi hình tam cong có đường cong là parabol đầu tiên này. Rồi hình tam cong có parabol ở trên đỉnh này là parabol thứ hai, là chúng ta có diện tích của nó là H trên 3 Y2 cộng 4 Y3 cộng Y4. Rồi tiếp theo là H trên 3 Y4 cộng 4 Y5 cộng Y6. Trong công thức phân hoạch 2 là bằng 6 này, bây giờ các bạn rút gọn dần. Ở cả 3 số hạng này thì đều có chứa H trên 3. Chúng ta đặt H trên 3 ra ngoài làm thử số chung. Thì trong nhóm ngoặc chúng ta thấy là có Y0, có Y6 là hai cái mốc đầu tiên và cuối cùng là chỉ có một. Các mốc lẻ Y1, ở đây có 4 Y1, 4 Y3 và 4 Y5. Thì các mốc lẻ là có nhân thêm 4. Các mốc chẵn ở đây có Y2 cộng Y2 là 2 lần Y2. Ở đây là Y4 cộng Y4 là 2 lần Y4. Và chúng ta nhóm lại là được H trên 3. Y0 và Y6, hai mốc đầu tiên chỉ có 1. Mốc lẻ ở đây là 4 Y1 cộng Y3 cộng Y5. Cộng mốc chẵn ở đây là 2 Y2 cộng Y4. Đây mới là phân hoạch cho 2N bằng 6. Vậy từ đây chúng ta tổng quát nó lên, chúng ta có phân hoạch cho 2N tùy ý. Khoảng cách H là chia đoạn AB này ra 2N đoạn. Đấy, mỗi khoảng sẽ có khoảng cách H là, mỗi đoạn có khoảng cách H là B trừ A chia 2N. A là X0 đầu tiên, X1 tiếp theo là X0 cộng thêm H. B là X cuối cùng, X2N. Như vậy số đoạn chia luôn luôn là số chẵn 2N. Thì công thức chúng ta dựa vào công thức này, chúng ta tổng quát lên 2N thì chúng ta vẫn có H trên 3. Y đầu tiên là Y0, Y cuối cùng là Y2N. Các Y lẻ là nhân với 4, các Y chẵn là nhân với 2, trừ Y0, Y6 ra. Và chúng ta được xây dựng được cái công thức tích phân Simpson là chúng ta có như sau. Y là tích phân từ A tới B của Fx dx sẽ được xấp xỉ với H trên 3 tất cả nhân với Y0 cộng 4 lần các Y lẻ cộng lại với nhau, Y1 cộng chấm chấm cho đến Y2L-1 cộng 2 lần nhân với mở ngoặc là Y2 cộng chấm chấm cho đến Y2L-2 và Y cuối cùng là Y2N. Ở đây H là B trừ A chia 2N. A là X0 đầu tiên, X0 đầu tiên là A. Thì X kế tiếp là bằng X0, X1 là bằng X0 cộng 1H. B là X cuối cùng là X2N. Ở trong công thức này thì chúng ta nhóm lại là ở đây chỉ Y0 đầu tiên và Y2N cuối cùng là chỉ có hệ số là 1. Chúng ta nhóm lại là Y0 cộng 2YN, đặt nó là S0. Các Y lẻ từ Y1 tới Y2N-1 thì có tất cả là đem nhân với 4. Và chúng ta đặt cái tổng các Y lẻ từ 1 tới 2N-1 này là S1. Các Y chẵn mà trừ cái Y đầu tiên, Y0 đầu tiên và Y2N cuối cùng thì các Y chẵn còn lại là từ Y2 cộng cho tới Y2N-2, chúng ta đặt nó là S2. Và S2 này sẽ nhân với 2. Vậy công thức E chúng ta rút gọn lại là H trên 3 nhân với S0 cộng cho 4 lần S1 cộng 2 lần S2. Thì từ đó mà chúng ta khi tính gần đúng theo tích phân theo công thức tích phân Simpson thì chúng ta lập ra một cái bảng tính tích phân Simpson. Chúng ta cần tính mục đích cuối cùng là cần tính cái E này theo công thức gần đúng là H trên 3 S0 cộng 4S1 cộng 2S2. Và chúng ta đã biết S0 là gì. S0 là tổng Y0 cộng 2YN. S1 là tổng các Y lẻ, S2 là tổng các Y chẵn trừ hai cái Y0 và Y2N. Do đó trong bảng thì để cho thuận lợi cho tính toán thì chúng ta sẽ lập bảng như sau. Cột đầu tiên là các chỉ số Y từ 0 cho tới 2N. Sau đó các mốc XE, X0 đầu tiên và đến X2N cuối cùng.
Các tờ E này sẽ cách nhau một khoảng cách h là a cộng b chia 2n. Cột thứ ba là chúng ta sẽ dùng để tính S0, là chúng ta chỉ ghi hai giá trị y0. Y0 là giá trị của hàm số tại x0 và y cuối cùng là y2n là giá trị của hàm số tại x2n. Cột tiếp theo chúng ta ghi các y này là các y của y1 rồi y3 đến cuối cùng là y2n trừ 1. Cột cuối cùng là các y chẵn, chúng ta ghi từ y2 cho tới cuối cùng là y thứ 2n trừ 2. Chúng ta tính S0 là tổng của cột y0, y2n, S1 là tổng của cột y lẻ, S2 là tổng của cột y chẵn. Thì y của chúng ta sẽ được xấp xỉ là h trên 3, S0 cộng 4S1 cộng 2S2. Như vậy các bạn nhớ đây là công thức tích phân Simpson. Chúng ta có bảng tính để hỗ trợ cho dễ hơn cho việc tính tích phân y này. Thì trong công thức tích phân Simpson thì người ta xây dựng được công thức đánh giá sai số như sau. Người ta đã chứng minh công thức ước lượng sai số R2 2N sẽ bằng B trừ A trên 180 nhân với M4 nhân H4. Thì trong đó M4 là giá trị lớn nhất trên đoạn AB, trên khoảng AB của trị tuyệt đối đạo hàm cấp 4 của X. Như vậy, sau khi xây dựng được công thức tích phân Simpson và bảng tính tích phân Simpson, chúng ta đi vào một số ví dụ minh họa. Chúng ta cùng đến với ví dụ đầu tiên. Ví dụ 1 của chúng ta là tính tích phân y, là tích phân từ cận dưới là 1,2 đến cận trên là 3,2 của hàm cần tính tích phân là 1 trên căn bậc 2 của e mũ x cộng 1 dx theo công thức Simpson với số khoảng chia là 2n bằng 10. Bây giờ trong bài toán chúng ta thì có cận dưới A là 1,2. Cận dưới chúng ta A 1,2, B là 3,2. 2N bằng 10 thì khoảng cách H của chúng ta là B trừ A chia 2N. Ta lấy 3,2 trừ cho 1,2 chia cho 10, chúng ta được kết quả là 0,2. Hàm cần tính tích phân của chúng ta là Fx bằng 1 trên căn bậc 2 của e mũ x cộng 1. Thì bây giờ để tính gần đúng theo công thức tích phân Simpson thì chúng ta phải lập cái bảng tính tích phân Simpson ra. Thì bây giờ chúng ta cùng theo dõi bảng và tính trên bảng. Chúng ta sẽ dùng máy tính Casio để hỗ trợ cho việc tính toán. Thì bảng chúng ta là có 2n là bằng 10. Như vậy chúng ta có dòng đầu tiên là dòng tiêu đề trước đã, thì các dòng tiếp theo sẽ là thứ tự y từ 0, 1, 2 cho tới cuối cùng là 10. H chúng ta là 0,2 thì các điểm chia xy, x0 đầu tiên là a, a chúng ta là 1,2. Các xy kế tiếp là chúng ta sẽ cộng thêm h. H chúng ta là 0,2 thì 1,2 cộng thêm 0,2 là 1,4. Thêm 0,2 nữa là 1,6, rồi tiếp theo là 1,8, tiếp theo là 2, rồi cứ như vậy ta tăng 0,2 lên thì đến cuối cùng là x thứ 10 là 3,2. Như vậy chúng ta có các giá trị, các mốc xy. Sau đó chúng ta tính riêng 3 cột, cột y0 và y2n, rồi cột y lẻ, rồi cột y chẵn. Tính xong cột nào, chúng ta tính từng cột trước và sau đó tính tổng của cột đó. Tổng của cột y0 và y2n là s0, tổng của cột y lẻ là s1, tổng cột y chẵn là s2. Thì từ đó chúng ta thay vào công thức tính xấp xỉ ở đây là h trên 3 s0 cộng 4s1 cộng 2s2. Thì bây giờ chúng ta cùng dùng máy tính Casio để kiểm tra bảng tính này.
Bây giờ chúng ta tính toán với bảng máy tính Casio. Chúng ta lưu ý là trước khi tính một bài mới, chúng ta sẽ xóa các dữ liệu cũ. Các bạn ấn phím Shift, phím số 9, phím số 3 và ấn dấu bằng 2 lần. Ở đây các mốc XE là chúng ta đã nhẩm được rồi, chúng ta không cần phải ghi nữa. Bây giờ chúng ta tính giá trị tại Y0 và Y2N. Và chúng ta phải nhập công thức của hàm số. Thì hàm số cần tính của chúng ta, hàm số trong dấu tích phân chúng ta là 1 trên căn bậc 2 của E mũ X cộng 1. Thì E mũ X chúng ta bấm như sau. Ta bấm alpha rồi phím có chữ E ở phía trên này, chữ E màu đỏ ở phía trên. Sau đó ấn phím mũ rồi ấn alpha X chuyển xuống và cộng cho 1. Bây giờ để tính giá trị tại Y0 thì ta nhập cái giá trị X0 vào, chúng ta ấn phím scan. X0 chúng ta là 1,2. Chúng ta được giá trị ở đây là 0,48111871135. Ở trên bảng tính chúng ta ghi lại một vài số đại diện, ở đây là ghi 4 chữ số sau dấu phẩy. Chúng ta có thể ghi cả tất cả giá trị này thì bảng tính chúng ta sẽ được giá trị cuối cùng chính xác hơn. Tuy nhiên ở đây các bạn có thể ghi ngắn gọn là 4 chữ số sau dấu phẩy. Còn cái giá trị trên màn hình máy tính Casio này chúng ta lưu nó vào N+. Rồi sau đó bây giờ chúng ta tiếp tục tính giá trị. Chúng ta phải dùng phím mũi tên để chuyển về công thức hàm số đã. Chúng ta ấn mũi tên lên này. Ấn 2 lần để chuyển về cái công thức hàm số. Và bây giờ ấn tiếp phím con. Chúng ta cần tính giá trị tại y thứ 10 này. Mục đích thì chúng ta tính tổng cái cột này đã. Y thứ 10 chúng ta là giá trị tại 3,2. Và chúng ta nhập x là 3,2. Chúng ta được giá trị là 0,17903368. Thì ở đây trong bảng này tôi cũng đang ghi là 4 chữ số sau dấu phẩy, làm tròn 4 chữ số sau dấu phẩy 0,1979. Còn cái giá trị trên màn hình của máy tính Casio này chúng ta lưu nó vào N+. Có nghĩa là chúng ta đã cộng hai giá trị Y0 và Y2N này rồi. Thì đó chính là tổng S0 chúng ta. Vậy bây giờ chúng ta lấy cái S0 nó ra bằng cách chúng ta ấn AC đã. Rồi sau đó chúng ta ấn phím alpha rồi phím chữ M này, ấn dấu bằng. Chúng ta được giá trị S0 ở đây là 0,679022 0303. 0,679 ở trên bảng là chúng ta ghi ngắn gọn làm tròn lưới 4 chữ số sau dấu phẩy, ở đây là 0,6790. Tuy nhiên chúng ta hãy lưu cái giá trị này vào, để lưu S0 này vào một biến nhớ trong máy tính Casio để mục đích chúng ta sẽ sử dụng trong công thức tính y cuối cùng này. Vậy bây giờ để lưu cái giá trị hiện đang có trên màn hình này thì chúng ta bấm tiếp phím sau. Chúng ta bấm phím Shift. Rồi sau đó phím ARCL này. Và chúng ta lưu cái giá trị này cho một chữ cái biến ở đây. Chúng ta dùng chữ A. Chúng ta ấn phím dấu trừ ở đây có chữ A. Như vậy đã lưu con số 0,679022 0303 này cho chữ A. Thì trong công thức E ở S0 đây chúng ta thay bằng chữ A. Và bây giờ chúng ta ấn AC. Rồi bây giờ tiếp theo là chúng ta sẽ tính cột y lẻ. Để tính cột y lẻ và lưu vào bộ nhớ thì chúng ta phải xóa cái giá trị m này đi đã. Vậy chúng ta gọi cái m ra là ta ấn phím alpha rồi ấn chữ m, ấn dấu bằng. Thì đây là giá trị hiện tại lưu cho biến m. Vậy bây giờ để bỏ cái m này đi, chúng ta ấn tiếp m trừ. Để ấn m trừ thì ấn phím shift rồi ấn phím M+ này là ra xuất hiện M trừ.
Khi đó trên màn hình máy tính Casio đã không còn lưu biến nhớ M nữa. Biến nhớ M đã mất đi rồi. Rồi bây giờ chúng ta ấn AC trở lại. Bây giờ để gọi lại hàm số thì chúng ta lúc nãy đã nhập hàm số rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần ấn phím mũi tên lên cho đến khúc nào mà cái hàm số xuất hiện. Rồi sau khi bấm một số phím mũi tên, bởi vì chúng ta đã tính qua nhiều bước, chúng ta phải bấm các phím mũi tên lên để trở lại cái công thức hàm số này. Bây giờ chúng ta bắt đầu bấm phím con. Chúng ta cần tính tải y lẻ đầu tiên là y1, chúng ta nhập x thứ nhất ở đây là 1,4. Chúng ta ấn dấu bằng. Ta được giá trị là 0,44765218. Làm tròn được 4 chữ số sau dấu phẩy để chúng ta ghi vào bảng cho ngắn gọn. Còn chúng ta lưu cái giá trị y1 này vào n cộng. Rồi sau đó chúng ta lại quay trở lại hàm số. Ấn tiếp phím con. Bây giờ giá trị y lẻ tiếp theo là x3 là 1,8. Chúng ta ấn dấu bằng ra giá trị, chúng ta ghi giá trị vào 0,3766 và lưu cái giá trị trên màn hình vào n cộng. Tiếp theo quay trở lại hàm số, ấn tiếp phím con. Lên x lẻ tiếp theo là x thứ 5 là 2,2. Chúng ta được giá trị là 0,31583300088. Chúng ta ghi ra y lẻ ở dòng y thứ 5 này, ghi khoảng 4 chữ số sau dấu phẩy, làm tròn 4 chữ số sau dấu phẩy. Còn lưu cái giá trị trên màn hình này vào m cộng. Chúng ta quay trở lại hàm số, tiếp tục ấn phím con, nhập x thứ 7 là 2,6. Ghi giá trị x thứ 7 0,26294183. Rồi chúng ta lưu vào m cộng. Quay trở lại hàm số, ấn tiếp phím con. X lẻ cuối cùng ở đây là x thứ 9, chúng ta nhập là 3, ta ấn dấu bằng, ta được 0,21777482222. Ở đây đã làm tròn 4 chữ số sau dấu phẩy. Ta lưu cái giá trị trên màn hình vào m cộng. Như vậy, sau khi tính hết các y lẻ và lưu vào m cộng rồi, thì chúng ta lấy giá trị nhớ m trong máy tính ra, đó chính là S1. Vậy bây giờ lấy m ra thì chúng ta bấm tiếp phím alpha, rồi phím m, ấn dấu bằng. Vậy giá trị S1 chúng ta là 1,61794615. Ở đây chúng ta đang ghi ngắn gọn làm tròn 4 chữ số sau dấu phẩy. 1,6179. Còn cái giá trị hiện trên màn hình, chúng ta lưu nó để dùng cho biến nhớ S1 ở đây. Chúng ta lưu nó vào một biến nhớ thứ hai, chúng ta dùng chữ cái B. Vậy để lưu cái giá trị này vào biến nhớ B thì chúng ta bấm như sau. Chúng ta ấn Shift Alt CL, rồi chữ B màu đỏ này tương ứng ở phím ở đây. Như vậy giá trị 1,61794615 này đã được nhớ vào biến B. Bây giờ chúng ta tính cột y chắn. Để tính cột y chắn, chúng ta xóa cái giá trị nhớ m đã. Rồi chúng ta gọi m ra. Sau đó chúng ta ấn m trừ. Vậy trên màn hình máy tính Casio đã không còn chữ M nữa, vậy biến nhớ đã được giải phóng rồi. Chúng ta giải phóng nó để tính cho cột y chắn. Bây giờ chúng ta quay vào, chúng ta bấm phím mũi tên để khi nào quay trở lại cái hàm số mà chúng ta đã nhập.
Đến hàm số đã nhập này, bây giờ bắt đầu ta bấm phím con để tính tại các x chắn từ bắt đầu từ x2 trở đi. X2 chúng ta là 1,6. Chúng ta ghi giá trị vào 0,4099. Ở đây là làm tròn cái giá trị là 0,40985560025 này. Chúng ta lưu giá trị này vào M cộng. Tiếp theo quay trở về hàm số, ấn phím con. Chúng ta nhập giá trị x chẵn x4 là 2. Ấn dấu bằng. Ghi giá trị 0,3453 là đã làm tròn. Phần giá trị trên màn hình chúng ta lưu vào M cộng. Lại quay trở lại hàm số, tiếp tục bấm phím con. X chẵn tiếp theo là x thứ 6 là 2,4. Chúng ta được giá trị là 2,88396,7692. Chúng ta ghi làm tròn 4 chữ số vào bảng. 4 chữ số sau dấu phẩy, chúng ta làm tròn ghi vào bảng. Lưu cái giá trị trên màn hình vào M cộng. Rồi quay trở lại hàm số. Chúng ta nhập giá trị x chẵn x thứ 8 là 2,8. Chúng ta ấn dấu bằng. Chúng ta ghi giá trị là 0,2394 246769. Ta đã làm tròn 4 chữ số cho dấu phẩy và ghi vào bảng. Chúng ta lưu giá trị y chẵn thứ 8 y8 này vào M cộng. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái giá trị S2 là tổng của các y chẵn bằng cách lấy cái biến nhớ M ra. Ta ấn alpha M là dấu bằng. Chúng ta được giá trị là 1,28293481. 1,28293481 là chúng ta ghi làm tròn khoảng làm tròn 4 chữ số sau dấu phẩy vào bảng. Còn cái giá trị ở trên màn hình máy tính Casio này, chúng ta sẽ lưu nó cho biến nhớ C để chúng ta dùng công thức là S0 cộng 4 S1 cộng 2 S2. S0 chúng ta đã lưu là A, S1 đã lưu là B, còn S2 chúng ta lưu là C. Vậy, chúng ta sẽ bấm tiếp là phím Shift, rồi phím RCL và chữ C tương ứng màu đỏ, phím chúng ta ấn một phím màu đỏ chữ C này. Như vậy đã lưu giá trị 1,28293481 này cho chữ C. Bây giờ chúng ta chỉ việc tính cái giá trị y chúng ta là nhập công thức gần đúng ở đây là h trên 3. H chúng ta là 0,2. Sau đó nhân với S0. S0 chúng ta là chữ A và chúng ta lấy chữ A ra. S1 chúng ta là B. S2 chúng ta là C. Chúng ta ấn dấu bằng. Vậy kết quả chúng ta tính được gần y gần đúng là 0,64777841101. Thì kết quả trên này là chúng ta đã làm tròn tới 4 chữ số sau dấu phẩy 0,6478. Như vậy trong việc giải bài toán bằng tích phân Simpson thì chúng ta lập cái bảng tính tích phân Simpson ra, rồi tính các S0, S1, S2 và thay vào công thức tích phân Simpson sẽ tính được giá trị gần đúng y. Như vậy một bài giải là chúng ta phải đưa ra giả thiết trình bày là A rồi B rồi khoảng chia 2NH, ghi rõ công thức của hàm số Fx ra và phải ghi cái bảng tính tích phân Simpson ra. Sau đó chúng ta kết luận. Vậy
cái tích phân từ 1 phần 2 tới từ 1,2 tới 3,2 của 1 trên căn bậc 2 e mũ x cộng 1 x. Chúng ta tính được xấp xỉ là 0,6478. Như vậy chúng ta đã giải xong ví dụ thứ nhất. Các ví dụ còn lại trong bài giảng này thì chúng ta hãy theo dõi đề bài, tạm dừng để giải và đối chiếu kết quả. Chúng ta có đề bài của ví dụ số 2. Các bạn hãy tạm dừng, sau đó giải và đối chiếu kết quả. Đây là kết quả của ví dụ số 2. Chúng ta tạm dừng và theo dõi kết quả này. Ví dụ số 3 của chúng ta. Và kết quả của nó. Ví dụ số 4 của chúng ta. Và đây là kết quả của ví dụ số 4. Chúng ta hãy tạm dừng đối chiếu với lời giải của các bạn. Ví dụ số 5. Và lời giải của chúng ta, kết quả của tích phân ví dụ số 5. Ví dụ số 6. Và kết quả của ví dụ số 6. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.